thế nào được nhé. Các cô đứng vào trong ơi. Nhờ cô là chụp cho tiểu ảnh nhé. Kính thưa hương hồn của Vũ Đức Tiến, kính thưa các đồng chí đại diện cho Phó Giáo sư Đặng Thị Bích Tiên, được thầy giáo cô giáo, kính thưa gia đình thầy, các đồng chí thân thầy giáo quyến của đồng chí Vũ Đức Tiến, các đồng chí yêu quý, hôm nay trường trung học cơ sở chuyển đến học thành tâm dân lễ lên cụ để báo công với cụ trong ngày hôm qua với sự nỗ lực của các thầy cô trong ban giám hiệu, các thầy giáo cô giáo trong đội sư phạm của trường, các thầy giáo cô giáo trực tiếp đã bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa thể dục thể thao đã gặt hái được một số kết quả. Hôm nay đứng trước vong linh của cụ, chúng con thành tâm thắp nén tâm hương, hương vật phẩm lễ nghi đến cụ và mong cụ chứng giám vào lòng thành của chúng con, ủng hộ độ trì cho thầy trò chúng con được mạnh khỏe, các cháu học sinh trong ngoan học giỏi và dân lòng chỗ theo sẽ là thái được nhiều thành công. Chúng con xin thành tâm kính lễ. Đây một sinh là đại diện cán bộ kính thưa anh một liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, nhà cách mạng tiền bối, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của quê hương Yên Bắc, người viết lá cờ tổ quốc biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cả truyền thống quý báu ngàn đời của người dân Việt Nam khắc sâu trong tim những hy sinh cống hiến của các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Hôm nay chúng cháu đại diện cho hơn 400 bạn học sinh trường trung học cơ sở Yên Bắc có mặt tại đây để tưởng nhớ công lao của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Hữu Tiến, tấm gương cho lớp lớp thế hệ con cháu của quê hương Yên Bắc. Đứng trước anh linh của cụ, chúng cháu xin được tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn mà cụ đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Thế hệ trẻ chúng cháu xin nguyện phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức thật tốt, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương, xứng đáng với công lao to lớn của cụ và thể hiện thế hệ cha anh đi trước phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển hơn. Và xin chân trọng cảm ơn.